huấn luyện viên Park Hang-seo đã được tặng 4 chiếc ô tô từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Với những thành công cùng các cấp đội tuyển Việt Nam trong hơn một năm vừa qua, ông Park Hang-seo đã nhận được rất nhiều sự chú ý, đồng thời các tổ chức công ty cũng sẵn sàng trao tặng cho cá nhân vị huấn luyện viên người Hàn Quốc nhiều phần quà đặc biệt. Trong những thứ đáng chú ý nhất có thể nhắc đến 4 chiếc ô tô Kia Optima, BMW X4, Hyundai Santa Fe và mới nhất là VinFast Luxa 2.0. Những chiếc ô tô này thường gắn với các mốc đội tuyển Việt Nam đạt được trên đấu trường châu lục. Trường Hải là đơn vị lên chân nhất khi tặng huấn luyện viên Park Hang-seo một chiếc Kia Optima ngay sau khi U23 Việt Nam giành được ngôi vị Á quân của giải U23 châu Á. Chiếc xe này thuộc bản 2.0S, có trị giá 798 triệu đồng tại thời điểm tặng. Sau khi đăng ký biển số, đóng thuế trước bạ và bảo hiểm, giá trị của xe lên tới 918 triệu đồng. Theo thông số từ nhà sản xuất, Kia Optima S2.0 được trang bị động cơ Neo dung tích 2,0 lít, sản sinh công suất cực đại 152 mã lực, mô men xoắn 194 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn tùy chọn màu trắng cho chiếc xe. Sau đó khoảng một năm, vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, thầy Park cũng được ông Kon Osu, chủ tịch của Doi Moto, đại lý BMW tại Hàn Quốc, cũng trao tặng chiếc BMW X4 phiên bản X20D với gói trang bị thể thao M Sport. Tại xứ sở Kim Chi, mẫu xe này được trang bị động cơ diesel 2.0L4 xi lanh, giúp sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Những trang bị này giúp xe chỉ cần 8 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và lên tới tốc độ tối đa 213 km/h. Mức giá của BMW X4 X20D M Sport Tactic là 72.500.000 won, khoảng 1,481 tỷ đồng. Tiếp theo là chiếc Santa Fe thế hệ mới nhất. Cục phiên bản diesel 2.2 Premium được tập đoàn Thành Công và Hyundai trao tặng. Phiên bản cao cấp nhất này được trang bị động cơ diesel 2.2L cho công suất 200 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm. Kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian hatchback, xe đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ khuyến nghị là 1 tỷ 245 triệu đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế VAT. Gần đây nhất là chiếc VinFast Luxa 2.0 sau thành tích đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp. Chiếc xe dành tặng huấn luyện viên Park Hang-seo là phiên bản cao cấp được trang bị động cơ 2.0Li4 DOHC, công suất tối đa 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu. Theo hãng sản xuất, giá trị của chiếc xe này lên tới 1,8 tỷ đồng.
Đây là phần thưởng của công ty ô tô Trường Hải tặng huấn luyện viên Park Hang-seo ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 Qatar trong trận bán kết. Ngoài phần thưởng dành riêng cho huấn luyện viên, công ty ô tô Trường Hải cũng đã dành tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam.